Vòng đấu quyết định đã điểm trên đấu trường thần minh toàn cầu. Đối mặt với Đông Hoàng Thái Nhất có thể hủy diệt cả thế giới. Zeus đã nuốt chửng cả 11 vị thần còn lại của Olympus để tiến hóa. Liệu Diệp Linh Thiên có thể tạo nên kỳ tích, đại diện cho đất nước hoa họa chiến thắng tương lai? Hãy cùng chứng kiến bánh xe lịch sử lăn bánh, viết nên đỉnh cao của tạo vật. Một triệu năng lượng mạnh nhất của đỉnh Cô Luân. Sức mạnh này đủ để hủy diệt cả một vũ trụ. Nhóc con, còn bao lâu nữa? Sắp xong rồi. Cố thêm chút nữa thôi. Thiên thụ chỉ ý. Vô thượng huyền minh. Ta là thiên tuyển. Cũng là duy nhất. Cái quái gì thế này? Đông Hoàng Trung là hố đen sao? Giờ thì hiểu tại sao hắn ta khăng khăng muốn trở thành sức mạnh duy nhất rồi. Chỉ một pháp bảo cũng đủ hủy diệt thiên mệnh. Chân thân giáng lâm, thổi một hơi là chất, hóa thành cho bụi. Thần minh của hoa hạ quá nguy hiểm. Sau này triệu hồi phải cẩn thận hơn mới được. Cả đấu trường chìm trong sợ hãi. Nếu không phải quy tắc của đấu trường thần minh giới hạn thời gian không quá một phút, thì toàn bộ trái đất sẽ bị hố đen kia nuốt chửng mất. Nhóc con, vẫn chưa xong sao? Đông Hoàng Trùng xuất hiện, có khi ngay cả người cũng bị nó nuốt chửng mất. Chạy nữa ta không giữ được nó đâu. Được rồi, tiếp theo giao cho tôi. Đông Hoàng Trùng thu. Không ổn, hắn ta đã thức tỉnh thần cơ rồi. Ngươi phải chết. Thần minh giáng lâm, hoàng đế phù hộ. Đây là thần cơ của ngươi sao? Đã tiệm cận đến thần minh rồi. Đúng vậy, ngươi có thể thôn phệ thần cơ của chúng thần. Nhưng cái giá phải trả là sau này không thể triệu hồi nữa. Còn ta có thể trực tiếp triệu hồi những vị thần hoa hạ đã từng được triệu hồi để tấn công. Mất đi khí vận của Côn Luân, ngươi thậm chí còn chẳng phải đối thủ của ta. Thần minh giáng lâm, đại thánh phù hộ. Không thể để dây ớt biến mất, ta nhận thua. Chuyện này đâu phải do ngươi quyết định. Ta muốn lấy đầu dây ớt tẩy cờ cho hoa hạ. Côn Luân bại rồi. Hoa hạ đã thực sự đứng lên rồi. Làm sao có thể, Zeus lại thua một phàm nhân hoa hạ sao? Diệp Linh Thiên, đây là sức mạnh của thần minh sao? Chẳng lẽ người đã thành thần rồi? Ta chỉ là một người hoa hạ bình thường. Hoa hạ đã giành được vị trí số một thế giới, nhận được ân huệ từ đấu trường. Tỷ lệ xuất hiện vật phẩm chưa biết tăng lên, hoàn thành có thể gia tăng vận mệnh quốc gia, nhận được phần thưởng phong phú. Xác suất xuất hiện tín vật tăng mạnh. Toàn dân tăng thêm 50 năm tuổi thọ. Ông ơi, ông lại có thể sống thêm 50 năm nữa rồi. Vật phẩm chưa biết xuất hiện, không biết lại có bao nhiêu người phải chết nữa. Chúng ta vẫn còn cơ hội. Kích hoạt Côn Luân. Tin tức Hoa Hạ giành được vị trí số 1 thế giới lan truyền khắp toàn cầu. Các quốc gia lần lượt triệu tập cuộc họp khẩn cấp. Cùng lúc Hoa Hạ vươn lên đỉnh cao, thì cũng trở thành mục tiêu dòng ngó của thị trường chứng khoán toàn cầu. Trong phút chốc, sóng ngầm cuồn cuộn, gió mưa sắp nổi lên. Ngài Tổng thống, chúng ta tuyệt đối không thể dễ dàng nhường ngôi vị số 1 của Côn Luân như vậy. Là ta đã đánh giá thấp thần minh của Hoa Hạ. Giờ chúng ta đã mất dây ớt. Muốn trở lại đỉnh cao, dựa vào đấu trường là không thể nữa rồi. Không cần đấu trường, Côn Luân nội lực thâm hậu. Chúng ta hãy thừa đêm tấn công Hoa Hạ. Chỉ cần diệt chết Diệp Linh Thiên, sẽ không còn ai là đối thủ của chúng ta nữa. Cai Sa, ta chính thức bổ nhiệm ngươi làm Tổng Tư lệnh Viễn Chinh Hoa Hạ. Điều động 30 vạn quân. Nhiệm vụ hàng đầu là trừ khử Diệp Linh Thiên. Tuân mệnh. Chàng trai trẻ, tiền đồ vô lượng đấy. Càng nhìn càng vừa mắt ta. Ta thấy hai đứa xứng đôi vừa lứa như vậy, hay là... Ông ơi, ông đang nói linh tinh gì vậy? Xứng đôi chỗ nào chứ? Người hoa hạ chúng ta sinh ra đã có tóc đen da vàng.
Tóc của hai đứa giống như con gà trong sân vậy. Một con gà trống, một con gà mái. Chẳng phải là xứng đôi vừa lứa sao? Ông ơi, con. Quỷ dị sắp giáng lâm. Ngươi phải chuẩn bị thật kỹ càng. Ngươi là ai? Vô minh bản cổ. Bản cổ khai thiên lập địa. Vì công đức của Hoa Hạ cộng thêm việc đã đạt đến cảnh giới cao nhất, nên thần bí đã có thể nhập mộng rồi sao? Quỷ dị là gì?